Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu anh em ơi. Ok, hôm nay để mình xem thử là làm cái gì tiếp đây anh em. Đây là ạc của bạn MasterZ. Hôm kia là bạn đã kêu mình vui lại nhưng là cái ạc kia. Hôm nay thì cái ạc này mới là cái ạc chính anh em. Đó, thì ok, để mình xem thử ạc này có cái gì để vui không ta. Để mình xem phe chiến bạn đó đang rủ mình ra Marineford hay gì, hay là Imperial Down để mà giao lưu. Hiện tại giờ bạn đó đang ở bên phe cách mạng anh em à. Hiện tại bây giờ mình thấy là thành trì này kia, các phe này kia như là đang tương đối là nó đều đều nha anh em. Hải tặc thì bên Imperial Down rồi, Marineford thì của hải quân rồi, cách mạng thì đang chiếm Guano với lại còn một nơi nữa. Này là Hachinosu là đang cũng đang của bên cách mạng luôn em. Ở lộn, bên hải quân luôn em, bên đang bên hải quân luôn. Ok, còn cái mảnh tứ hoàng này thì để làm gì thì ok. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái mảnh tứ hoàng này nha anh em. Thì đầu tiên thì anh em sẽ phải quét ải để mà kiếm mấy cái mảnh tứ hoàng này anh em à. Đó, để anh em quét ải, anh em kiếm mấy cái mảnh tứ hoàng này, đầu tiên là anh em sẽ đua top cái mảnh tứ hoàng này để mình cho mình xem thử là cái vật top là gì đây. Đó, No Master là top 1 anh em. Ơi, xịn sò giữ 21.000 mảnh luôn. Ai chơi lại nữa anh em. Đó, thì top 1 sẽ được 50 cái mảnh bản đồ bí ẩn nè, 15.000 cái đá cổ ngọc, 12.000 cái bùa FP chặn pháp, với lại 50.000 cái hộp thức tỉnh, với lại đá đột phá thôi anh em. Đó, thì ở đây là anh em nếu mà được thì anh em chơi vô top 100 hoặc top 200 nữa thì anh em. Thì anh em nhắm vô được cái đâu thì anh em chơi tới đó anh em. Tại giờ ạc của bạn MrZ hiện tại giờ hạng 44 anh em. Thì còn cái phần thưởng sau khi mà kết thúc đua top thì anh em là đua top Landin nè, ngọc 10.000, thuyền trưởng tham gia quét ải chinh phạt từ 11 đến 1.1 đến 60.8 trong game, để thu thập mảnh tứ hoàng sử dụng để mà đổi với vật phẩm đua top. Đó, phần thưởng là cái gì ta, đua top mảnh tứ hoàng từ 1 tới 10 hả, thưởng dành cho top 1 tới top 10 anh em. Sao nó lại khác ở trong này ta, trong này tới 50.000 là top 3 tới 50.000 anh em, 50.000 đá đột phá là khá là nhiều anh em. Ê, top 2 là 75.000 và top 1 là 100.000 của kỳ ta, trong này nhìn nó hơi sai sai thì phải anh em. Và số lượng là đá đột phá 10.000, item 2 10.000, ủa ngọc 10.000, đá đột phá 15.000, cổ ngọc 15.000, sách SV chọn phát. Như nó bị sai sai vậy, ở sao nó khác với lại ở trong cái bảng xếp hạng ở trong kia ta. Rồi ok, top 3, top 4 mình với lại không có ngọc anh em, nó chỉ có cái đá đột phá thôi. Đó ok, rồi qua cái phần đổi đồ đi anh em. Thì với 100 mảnh tứ hoàng anh em có thể đổi được 5 thùng bia nè. Số lượng giới hạn là 999 anh em. Cái này nó bị hụt mất rồi. Đây, còn cái mảnh tứ hoàng là anh em nếu 100 mảnh anh em có thể đổi được là đá đột phá 750, ngọc 300, bản đồ bí ẩn nhân 2, cổ ngọc 750, SP chẳng pháp cao 750, ngọc thức tỉnh 200, bùi SP hình xăm 750, Sanji 2 là phải tốn 2.500 anh em, cái cục cuối là phải tốn 2.500 nha. Giới hạn đổi chỉ được có một lần thôi anh em. Đây, phải không ta? Mình không có nhìn được tại vì cái hình nó bị 10 lần, giới hạn đổi là 10 lần anh em, giới hạn đổi 10 lần. Có thể đổi được 20 mảnh Sanji luôn. Đó, ok. Còn cái sự kiện đua top chỉ diễn ra từ cộng 1 đến cộng 25 anh em, kết hợp sự kiện đua top Dendin là sự kiện đua top item ở trong game. Vòng quay nạp. Thời gian là 1 ngày. Ủa, không giờ 1 phút ngày 17 tháng 8 2021 cho đến 23 giờ 59 ngày 17 tháng 8 2021. Sanji nhân 3. Mấy này cái mấy dòng quay nè, anh em muốn biết là dòng quay may mắn với lại dòng quay tích tiêu này kia nè.
Rồi, ấy thì ok, hôm nay để mình xem thử cái bạn này đang bui gì, đội hình gì. Mihao là đang mặc cái bộ trang bị của cái con Chopper, up lên là thành bộ Nami anh em. Đó, để mình xem thử những cái con tướng sau ấy. Sanji, Gáp với lại con A đang sử dụng trái ác quỷ là Kage no Mi với lại cái hình xăm của Kid trang bị đó, thì anh em nên bui cái bộ trang bị này cho con A nè anh em, bộ trang bị Sanji nè, để mà lấy cái dòng hồi công anh em. Đây, hồi công 6 với 10 nè, thì anh em lấy cái dòng hồi công này để cho nó tăng nổ nhanh nhanh lên xíu, công vật lý, xác suất né, tốc độ công, xác thương bạo kích với lại hồi công. Ok, nãy là mình mới thấy được có bốn con à, còn một con nữa là gì, tăng Nami God rồi quá anh em. Đúng rồi, chắc là đang sử dụng Nami God luôn. Ok rồi, thôi mình sẽ sử dụng cái ạc của bạn này để mình đi phe chiến để xem sao anh em. Bữa nay là cái ngày phe chiến thứ ba rồi thì phải anh em à. Để mình xem thử, hiện tại bây giờ đang đứng ở Hachino Tosu. Ui, bây giờ nếu mà di chuyển qua bên đây đánh với hải tặc thì nó không hơi bị xa anh em à. Để mình xem thử có thành nào mà nó đi gần gần hơn xíu không, hiện tại giờ đường nào nó cũng xa hết anh em, đường nào nó cũng xa đó. Bây giờ muốn đánh xuống đây thì hiện tại giờ ở đây nó đang bảo hộ rồi, chưa có ai, chưa có bàn hải tặc nào chiếm hết hiện tại bây giờ. Thôi di chuyển lên trên Marineford anh em, đây lên trấn thủ đi Marineford. Ok, bây giờ di chuyển lên tới 10 phút anh em, thì bây giờ mình sẽ xem thử cái ạc bây giờ đang top mấy đấu trường đây anh em. Hiện tại giờ đang top 8 đấu trường à, top 5 hiện tại bây giờ mới có 97 à, 97 à. Đây, đại ca Yogo anh em, hôm bữa là bạn đã kêu mình vô đánh thử với các bạn đại ca Yogo này. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ đánh thử xem sao anh em. Cho con hiện tại bây giờ để mình xem thử cái con gâu trắng ở bên của bạn này có thức tỉnh chưa, để mình xem thử. Thức tỉnh 2 sao nha anh em, thức tỉnh 2 sao thì cũng không có màng ăn gì được ha. Rồi sử dụng con Gáp đỡ đi. Hiện tại bây giờ đang bố già Mihawk, A, Sanji với lại Nami God. Ok, không biết Nami God nó có bị boost xuống không ta, cảm thấy như nó hơi yếu yếu hơn so với bình thường thì phải anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đánh thử xem sao. Thì anh em cứ bình tĩnh, từ từ mình sẽ bui hết nha anh em. Anh em gửi ạc thì mình sẽ bui hết cho anh em, từ từ cũng sẽ tới thôi anh em à. Ôi chà, bên kia cũng khá là trâu bò anh em, cảm thấy là bên kia giờ vô máu hơi bị ít anh em, bên kia vô máu ít quá ha. Bên đây thì vô máu hơi bị nhiều luôn anh em, bên kia cảm thấy như bên kia vô máu hơi ít. Không biết con bố già gâu trắng bên kia nó có thức tỉnh được lên bao nhiêu rồi nữa, cảm giác như nó trâu bò dữ ta. Bên mình có vẻ như là không ổn rồi anh em à, có vẻ như là không ổn rồi đây. A với lại Mihawk với lại Sanji còn khá là nhiều máu nè, chỉ có A với lại Mihawk với lại Navigot sắp đứt bóng, A cũng sắp đứt bóng luôn rồi. A thì nó có hồi sinh anh em đó, Mihawk thì không có hồi sinh. Sanji cũng không có hồi sinh rồi, chết rồi. Xém xém win anh em, xém tí nữa là win này. Mình xem gâu trắng bên kia ơi, bên kia cũng sắp đứt bóng hết rồi anh em. Bây giờ cái đội hình này là bây giờ mình sẽ phải để mình xem truyền thụ. Bây giờ mình sẽ truyền thụ một cái con nào đó. Bây giờ mình sẽ lấy con không, mình sẽ giữ nguyên cái đội hình này, mình sẽ truyền thụ với hình xăm thôi. Mình sẽ lấy cái hình xăm con ấy và lại trái quỷ của con Mihawk hiện tại. Trời, chắc Mihawk mà đeo cái cây kiếm Yogu này thua rồi. Con Mihawk này phải đeo cái trái quỷ của con Akenu nè, hoặc là một của trái quỷ của con Mugia. Đây, đeo thế thì cái lực chiến nó tăng lên ảo đó phải anh em. Đây, bây giờ mình sẽ tháo trái quỷ này ra, mình sẽ đeo trái quỷ Gomu vô. Đây, ok, đeo trái quỷ Gomu vô. Trời, Gáp này giờ này còn đeo trái quỷ ai chi nữa, đeo trái quỷ Mugia vô. Đấy, con Sanji thì mình đeo trái quỷ của cái con Gomu luôn. Thôi, Gomu hoặc là trái của cái con Akainu cũng được anh em, tùy thôi. Để mình sẽ test thử cái trái quỷ của cái con trời, góc sao cái trái quỷ lên chi nữa, nó đâu có tác dụng cho anh em. Cái trái quỷ này nó đâu có tác dụng đối với những cái con tướng này, nó chỉ có tác dụng đối với con Akainu sử dụng thôi.
đây cái, mấy cái điểm này chỉ có tác dụng với con tướng đi cùng là con Akainu thôi, nên mà úp lên nó bị tốn ngọc rồi. Rồi ok, đây bây giờ mình sẽ vô mà sẽ giao lưu lại với các bạn đại ca Jogo ten ten. Ủa hình như mình cảm thấy như là tăng lực chiến lên tí thì phải anh em. Rồi ok, rồi xúc lại nha anh em, mong đợt này nó sẽ thay đổi xí. Trời, con ai bên này chưa có thức tỉnh, mới thức tỉnh có một sao à anh em à, mới có thức tỉnh một sao thôi, cho nên là nó chưa, cái kỹ năng đốt của nó chưa có đau cho lắm. Cái này phải thức tỉnh thêm một gắn thức tỉnh lên 9 sao mới ngon được anh em à. Như là lên 3 sao hay 6 sao thì nó thêm cái kỹ năng choáng nữa. Đây thêm xíu choáng vô nữa anh em. Có vẻ như là ổn hơn nãy xíu anh em. Có vẻ như là ổn hơn nãy tí rồi đó. Cảm giác như là đau hơn nãy anh em. Con Giáp bên mình còn khá là nhiều máu mi hao với lại Nami God sắp chết rồi anh em. Nó sắp đứt bóng rồi. Hình như con Nami God bên kia cũng sắp đứt bóng anh em à. Ui. Cái gì vậy ta? Cái gì mà phẹt con phát chết hết vậy nè. Không giết được con nào bên kia luôn. Bên kia còn sống khá là nhiều. Ok. Để mình xem lại thử ấy. Tướng. Xem lại trang bị đồ đạc của con Sanji này kia cái anh em. Cấp bộ kích, sát thương bộ kích, tốc độ công, xác suất né. Không có lấy cái bị công giảm sĩ khí ta. Ủa sao không đúc cái bị công giảm sĩ khí cho con Sanji. Sanji này chắc là mình sẽ lấy lại cái hình xăm. Ủa không có cái hình xăm kit ha, không có hình xăm hồi sinh ha. Bây giờ mình sẽ phải tách mớ mấy hình xăm 6 sao này ra bớt đi. Hình xăm hồi sĩ khí để lại tốc độ này đi. Hawking thôi. Mấy hình xăm này mình sẽ tách được hết luôn em. Đây mấy hình xăm 6 sao này quá trời luôn nè. Tách được hết luôn cho rồi. Đó ok. Được mới mấy hình xăm 4 sao nè. Bây giờ mình sẽ mở mấy hình xăm 4 sao này ra. Ui bùa SP hình xăm quá trời luôn nè. Không đúc lên cho mấy tướng. Lấy mấy đó để mà chú Linh mấy hình xăm lên em. Lấy chú Linh hình xăm lấy úp lên 5 sao rồi. Mắt đép rồi nên đem mấy cái hình xăm đó để chú Linh tăng thêm cái đam cho mấy con này. Chú Linh lại cho con ai cũng được. Úp cho con ai nó mát đam rồi nè. Nó chọi vô đau một xíu. Rồi hết rồi. Để xem còn gì để mà làm nữa không đây. Ok không còn gì hết trơn. Gáp. Để mình xem thử. Mắt cô cũng được em. Bây giờ nếu mà được thì đổi con mình đổi con gáp mình lấy con mắt cô thử ấy. Ôi con gáp hình như là nó không có đeo hình xăm trị thương đó ta. Đeo hình xăm hồi sĩ khí ha. Mình lấy con mắt cô vô cho nó đẩy được không ta. Đây để mình xem thử ấy. Mình sẽ truyền thụ con gáp mình và truyền qua cho con mắt cô thử anh em. Cho nó xem thử con mắt cô có khả năng đẩy tiếp không. Này có anh em kêu mình là chơi full có đội hình tay dài ấy anh em. Đội hình AD để cái gì à. Vài bữa mình rảnh mình sẽ up lại sao. Hôm kia mình up lại ngược lại cái đội hình cũ ấy. Cho nên là bây giờ muốn up lại thì nó cũng hơi tốn thời gian xíu. Để cái gì rảnh mình sẽ up lại sao anh em. Bây giờ là phải chuyển qua cái con Marco. Đây. Rồi, tháo cái này ra luôn. Giờ mình sẽ truyền thụ cái này, mình sẽ truyền qua cái vũ khí của cái con Marco ơi. Thôi, mình truyền thụ qua đại một cái món nào đó đi. Đó, ok. Mặc nhanh vô. Xong, ok, ngon lành củ hành. Cái này vẫn còn của tiên phong, để mình xem con ai thử đang chú linh cái gì đây. Công vật lý xạ thủ mát anh em. Đây xạ thủ thủ vật lý xạ thủ vật lý. Không đúc luôn gán kiếm thêm cái dòng công vật lý nữa là ngon lành luôn em. Tiên phong. Ủa sao lại con Mihao lại đeo cái tiên phong nè. Xạ thủ đúng rồi. Con ủa con Sanji hồi nãy mình không có đeo cái hình xăm đó ta. Đúng rồi. Hèn chi nó yếu yếu. Không biết còn cái trái Gomu nào giám định rồi không ta. Mình xem. À còn đây nè. Còn một cái trái Gomu giám định rồi nè. Đây bây giờ mình sẽ vô mình đá lại thử cái tuột hết. Mớ lực chiến tuột hết 6 tuột hết 6 tỷ lực chiến đó nè. Đây bây giờ mình sẽ vô mình đánh lại thử xem sao. Còn
Đây, hai con này em phía trước, mấy con này ở phía sau đi. Để nó đẩy thử đi, coi có đẩy được cái diamond kia hay không. Hiện tại giờ như là cái con sentry nó chưa có, nó con A nó chưa có kỹ năng đẩy này mà. Hình như nó lại phải thức tỉnh lên cộng 6 là cộng 3 gì đó nó mới có kỹ năng đẩy thì phải. Cảm giác như nó hơi yếu yếu sao anh em. Bên mình mất máu hơi bị nhiều anh em, bên mình bị mất máu hơi bị nhiều luôn á. Tay bên kia trâu bò dữ luôn á anh em. Hiện tại bây giờ đã dồn được sát nhà rồi, dồn được tới vô sát nhà nhưng mà không bị đẩy ngược lại rồi anh em. À, yếu máu quá cho nên là bây giờ bị đẩy ngược lại rồi, phải trâu bò lên xíu nữa mới có khả năng là ăn được đây. Đây không được rồi, con mắc khô không ổn cho lắm rồi anh em. Bây giờ mình sẽ lấy con gì ta, Inel thì chưa, để mình xem thử còn con gì nó mà có thể thay thế cho được không ta. Hiện tại bây giờ tem này không có cái gì để mà thay thế ngoại trừ con gáp Kaido 4 sao cũng được. Kaido này nó được cái mà bất tử thôi chứ nó cũng không có êm bằng con gáp anh em. Thôi mình sẽ chuyển lại cho con gáp đi. Mình thấy là con gáp nó có cái khả năng nó trâu bò hơn một xíu anh em. Ủa hồi nãy mình chưa có chuyển nãy mình chuyển rồi, bây giờ mình chuyển ngược lại cho con gáp rồi anh em. Đây mình sẽ dỡ cái hình xăm của con gáp này ra, sẽ lấy cái hình xăm mà chị thương đó nè, chuyển ngược lại cho cái vũ khí của cái con ủa nãy là cái vũ khí vậy ta, hình như cái này thì phải nè, đúng rồi, cái này mình sẽ lấy cái hình xăm chị thương đó, tăng khả năng chỉ thương cho tướng được hưởng rồi. Ok, tiên phong rồi. Ok rồi anh em, đây cái dòng này nãy mình chuyển qua cho nên nó bị lỗi xíu thôi anh em, nhưng mà thoát ra vô lại thì nó vẫn còn 4 dòng nha anh em, thoát ra vô lại thì nó vẫn còn 4 dòng nha đó, thoát ra vô lại thì nó bị mất cái dòng cuối thôi nhưng mà nó vẫn còn 4 cái dòng kia. Ui bị đánh về tới nhà nó bị hải tặc đánh nữa. Đây bây giờ mình sẽ cho ba con này, ui lại bị đánh nữa, cho con bi hao về giữa xíu đi đó. Ok mong là đợt này nó sẽ êm hơn đợt nãy xíu nè. Rồi ok để mình sẽ test thử từ từ nè, từ từ một xíu nó cũng sẽ tìm ra được cái đội hình ok xíu để mà có thể là giải quyết được thêm bên kia. Thì cái này cần phải có một cái con nào đó trâu trâu để nó tăng cơ này kia để cái tem nó có thể là win được em, đẩy được để cho con A ở phía sau nó đam lên tiếp. Thế là cái tem này đẩy không nổi luôn em, tem này đẩy không nổi à. Hiện tại bây giờ con Bi Hao sắp đứt bóng nữa rồi, không biết là giải quyết được con nào ở bên kia này không. Trời ơi nổ diện phát chết chân vậy nè. Con A bên kia tại vì nó đã thức tỉnh cao quá rồi anh em à, con A bên kia nó đã thức tỉnh cao quá rồi cho nên là mình không thể nào mà mình có thể là win được đây. Con A bên kia nó đã có cái ngoại trang tỉnh rồi anh em, 94 nữa chứ, có khả năng là nó đã thức tỉnh lên cộng 9 rồi anh em à, nó đốt khá là đau luôn anh em ơi. Vì vậy mà bây giờ muốn win là cũng hơi bị khó, nếu mà không thức tỉnh được cái con A thì coi như là không thể nào mà win được đâu. Đây nếu mà giờ không thức tỉnh được con A thì coi như là cũng bó tay rồi anh em à. Chứ bây giờ lực chiến nó nhỏ hơn nhưng mà cái thức tỉnh của nó cao hơn thì cũng vậy thôi anh em. Bây giờ là làm cái gì để mà có thể win được đây. Huy hao hơi yếu sinh lý một xíu. Ngon Sanji. Không lẽ bây giờ mình chuyển mấy cái hình xăm mà hồi sinh qua cho nó chứ. Đây mình test thử mấy cái hình xăm hồi sinh thử xem anh em. Bi Hao mình lấy cái hình xăm hồi sinh luôn. Nami God hình xăm hồi sinh hết luôn. Chị thương đi, mình lấy ra con gáp hình xăm chị thương đi. Rồi ok,
kit rồi, hình xăm kit rồi hết rồi ta. Đây một cái kit, mình sẽ lấy hết mấy cái hình xăm hồi sinh luôn, kit khá là nhiều nè. Đây mình sẽ cho nó hồi sinh hết luôn em. Rồi ok. Ủa sao lại đeo cái tiên phong vậy nè, kiếm sĩ rồi. Tiên phong nữa, này chắc kiếm sĩ nè, kiếm sĩ nè em. Đó ok, con này thì lại đeo cái tiên phong nữa. Hiện tại bây giờ nó bị loạn xà ngầu hết rồi em. Cái thằng binh này thì lại của cái con Mihao, còn cái này lại đeo của cái con Marco căng chứ anh em. Lại bị quýnh về nữa. Sanji, Sanji là ok nè, con ai ai cũng ok, con Gáp, Gáp ok luôn. Có con Nami God với lại con Mihao nó hay đeo bị sai sai một xíu anh em. Đây cái này của Mihao mới đúng nè. Đó ok, Mihao rồi ok xong. Nami God đây, cái này công phép lên được thêm 240 điểm nữa. Rồi ok, vô đánh lại thử xem sao anh em à. Đuối thật chứ anh em. Hiện tại bây giờ con A bên kia nãy mình quên để ý nó, con A bên kia đã đích tỉnh hơi bị cao rồi cho nên là muốn win được nó hơi khó, nó có khả năng đẩy với lại đốt của nó đau hơn so với con A bên mình khá là nhiều. Đó muốn win là cũng hơi bị khó luôn em. Ok, để mình quýnh lại thử xem sao anh em ơi. Tỷ lệ win được hơi bị khó đó anh em à. Tỷ lệ muốn win được hơi bị khó luôn đó nha. Tại vì con A bên kia nó thức tỉnh cao quá rồi anh em à. Nó đốt đau quá cho nên là bên mình muốn win được phải có con A phải xịn hơn xíu anh em. Chứ con A mà nó thua vậy, được chiến cao hơn thì nó cũng như không thôi anh em. Tại giờ con A bên này mới thức tỉnh có một sao, nó ghê chứ anh em. Không khả năng đẩy nổi luôn. Nãy thì nói chung là mém win thôi anh em, mém win thôi chứ không có khả năng win được đó anh em. Không có khả năng win được rồi. Thua luôn. Xem chi tiết. Ôi bên kia nó còn máu nhóc hết trơn nè. Bây giờ mình sẽ thay cái hình xăm hồi sinh của con A thử ấy. Đây mình sẽ thay cái hình xăm của con A thử anh em, sẽ thay qua cái hình xăm của cái con Hawkins, mình sẽ thay qua hình xăm Hawkins, mình lấy thêm tí đam nữa xem sao nè. Đó ok, mình sẽ trang bị vô cho con A. Rồi ok, mình sẽ vô mình đánh lại thử xem sao. Đợt này nó không được thôi, còn 4 lượt nữa nè, còn 4 lượt đánh nữa nè, thì mình sẽ test hết 4 lượt đánh luôn xem sao nè. Đó, ok, mình sẽ test hết luôn. Còn 4 lượt nữa mình sẽ đánh hết luôn xem sao. Để xem thử cái tình hình như thế nào. Nếu không được nó chỉ còn nước là thức tỉnh con A thôi anh em, thức tỉnh con A lên thôi chứ giờ cũng bó tay chấm cơm chấm VN luôn em. Thốn quá anh em ơi, con A bên kia nó đốt đào quá, đốt thốn quá. Win được hơi chua luôn á nè. Chua lè chua lét. Đẩy về tới nhà luôn rồi. Đẩy về sát nhà luôn rồi nè. Chưa hạ được con nào bên kia nữa. Không hạ được con nào bên kia luôn.
Đây, để sử dụng con Gáp thì cũng được, con Gáp khả năng trốn nhiều hơn. Senji với lại A bên mình đam cũng khá là to nè, nhưng mà không có cửa bên kia. Bên kia thì nó êm hơn, tại vì bên kia con A nó mạnh hơn anh em. A bên kia đốt đau quá. Đó, cho nên là giờ muốn win được cũng hơi bị khó anh em à. Mình sẽ cho con Mihawk ra phía trước với lại con Senji ra phía trước thử ấy. Không biết là có thay đổi được cái gì hay không đây. Nãy giờ mà chưa nổ được con Mihawk, chưa nổ được phát nào nó mới nổ được con cái anh em. Đây, nổ được con cái là muốn chết hết tem luôn rồi. Ai thì ông Mihawk chủ yếu là nổ khóa chiêu bên kia thôi, giờ nổ không nổi nữa. Bên kia trâu quá anh em ơi. Bên kia ông A bên kia nó đốt đau quá, đốt tem mình đau quá. Cho nên là không có cửa để mà win được. Thua, ca này thua anh em, ca này không có giải quyết được này. Ok, ca này khó quá anh em ơi. Đây, win được chắc cũng hơi bị hay lắm, hơi bị siêu lắm. Tem con A bên kia đức tỉnh cao hơn bên mình khá là nhiều, cho nên là không thể nào mà win được. Giờ còn hai lượt đánh nữa, phải có Katakugi vô nó hên xui nè. Phải có Katakugi vô ha. Bên kia quỷ mì hao bên kia nó khóa chiêu bên mình trước đó chứ. Hiện tại bây giờ cái tem này muốn win là phải đút thêm cái dòng tóc nào bị công hồi sĩ khí nè, bị công nữa. Đúng rồi, bị công giảm sĩ khí với lộn, bị công giảm sĩ khí lại. Để bên kia nó đam, hiện tại giờ mấy con này đút sai hết nè. Không có lúc lấy cái dòng bị công giảm sĩ khí nữa, cho nên là hay bị thọt hơn bên so với bên kia anh em. Phải lấy thêm cái dòng bị công giảm sĩ khí nữa mới êm. Mihawk sắp đứt bóng rồi kìa. Bên kia đẩy sát quá ha, bên kia đẩy căng quá. Chưa giải quyết được con nào bên kia hết. Ok, thua. Ca này không giải quyết được rồi anh em à. Ca này không giải quyết được rồi. Ôi là mèn, bên kia con A bên kia xịn quá, bên A bên kia đam to quá, nên là không thể nào mà win được. Bây giờ mình xem thử cái hạng bạn top 6 thôi. Top 6 Dejim là cũng thức tỉnh con A lên luôn rồi nè. Đây, dồn thức tỉnh con A lên trước anh em. Đại ca Jogo top 7. Trời ơi, top 7 462 tỷ lượt chiến. Con A bên kia không biết có thức tỉnh hay chưa. Để mình xem thử, quýnh thử ấy. Ồ, tem này nó mạnh hơn cái tem nãy nè em. Chắc là tại làm biến đánh đấu trường hay sao. Tem này mạnh hơn cái tem nãy nữa nè. Đẩy cực căng luôn. Top 7, top 7 nè. 462 Dejim nè. Đây, thức tỉnh ngón A hết rồi. Dừa tươi. Ok, thua. Đại ca Jogo. Ok, bây giờ muốn win là chắc phải thức tỉnh con A thôi anh em à. Bây giờ muốn win là phải thức tỉnh con A, cố gắng thức tỉnh con A lên thì mới có cửa để mà win được. Cho nên là thôi, bó tay rồi anh em à. Thua, ca này mình xử không nổi rồi. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái đêm đảo kho báo này. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để có động lực ra nhiều video hay hơn cho anh em xem. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Và mình sẽ cố gắng, mình sẽ review và chỉnh dùm ạc cho anh em nhanh hơn, nhanh nhất có thể. Tại hiện tại bây giờ nếu là làm một video nó rất là tốn thời gian, cho nên là mình không thể nào mình làm nhanh được em. Làm nhanh làm sơ dài quá lại không có hay, thì nhiều anh em sẽ rất là chán. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm, phải làm kỹ mới được anh em. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây. Thôi cảm ơn em rất nhiều, tạm biệt em, bye bye em nha.